Hình ảnh của nam ca sĩ Châu Việt Cường sau khi thụ án được 5 năm khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Có ý kiến bày tỏ khó nhận ra giọng ca nổi tiếng, có loạt bài hát được khán giả nhớ tên năm nào. Mới đây, ca sĩ Hà Mi đã đăng tải đoạn video mới trên trang cá nhân và nhận về sự chú ý của cộng đồng mạng. Một chương trình ý nghĩa, mong mọi người sẽ nhìn nhận mọi thứ tích cực. Ai cũng có những câu chuyện sai lầm trong quá khứ. Sai lầm ấy đã phải đánh đổi bằng quãng thời gian dài cải tạo, đối với nhiều người có thể là cả thanh xuân, cô viết. Trong video này, netizen nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của Châu Việt Cường đang thụ án tại trại giam Thanh Lâm, Thanh Hóa. Nam ca sĩ đã tự tin thể hiện bài hát hit đình đám một thời bạc trắng tình đời tại chương trình Thắp Sáng Ước Mơ Hoàn Lương năm 2024. Việc một số nghệ sĩ tới biểu diễn trong trại giam hay trước các phạm nhân không còn là điều xa lạ. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng là một trong những ngôi sao thường có các buổi diễn nghệ thuật đáng nhớ tại trại giam. Sở dĩ chương trình tại trại Thanh Tâm lần này được công chúng chú ý nhiều hơn là vì có sự xuất hiện của Châu Việt Cường. Hiện tại, clip ghi lại cảnh nam ca sĩ ca hát, nhún nhảy khuấy động bầu không khí đã thu hút gần 4 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nhiều người cũng nhận thấy Châu Việt Cường không thay đổi quá nhiều so với trước. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng anh trông trẻ trung, nhiều năng lượng và khỏe khoắn hơn thời điểm phạm tội. Còn nhớ vào tháng 3 năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1978, nghệ danh Châu Việt Cường, trú tại thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Đối tượng nhét tỏi vào miệng một nữ sinh làm nạn nhân không qua khỏi. Sau gần một ngày xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án Châu Việt Cường 13 năm tù về tội giết người. Theo vị công tố viên, bản thân bị cáo có đủ nhận thức về hành vi, nhưng do hậu quả của việc sử dụng chất cấm nên đã đưa mình vào tình trạng phạm tội. Là một ca sĩ, đáng ra bị cáo nên giữ hình ảnh trước công chúng, nhưng lại ăn chơi, sa đà vào chất cấm, hành vi của Châu Việt Cường cho thấy sự xuống cấp, tha hóa về đạo đức. Được nói lời sau cùng, bị cáo nhận lỗi và xin lỗi gia đình nạn nhân. Lỗi lầm mà bị cáo gây ra là rất lớn, hành vi của bị cáo gây đau thương cho gia đình, đến cuối đời bị cáo không thể kể hết tội. Bao nhiêu lời xin lỗi, ăn năn bị cáo không thể nói hết được trong phiên tòa hôm nay. Giờ bị cáo mong hội đồng xét xử đánh giá bản chất vụ án để bị cáo có được bản án công tâm, cho bị cáo có con đường chuộc lại lỗi lầm, sớm trở về với gia đình. Đến năm 2020, Châu Việt Cường sáng tác ca khúc Xin lỗi gia đình nhờ ca sĩ Lương Gia Huy thể hiện và phát hành MV thay cho lời ăn năn, sám hối. Anh muốn dành tặng mẹ ca khúc này và mong muốn được một lần về thắp cho bà nén nhang. MV lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của Châu Việt Cường. Đó là hình ảnh về một người cha lầm đường lạc lối xa chân vào vòng lao lý. Nhân vật chính bỏ vợ con thơ và cha mẹ già trong nỗi tuyệt vọng. Dù vậy, người vợ vẫn mạnh mẽ vượt lên những áp lực dư luận để sống tốt, chờ ngay chồng mình hoàn lương, trở về bên gia đình. Nói về lý do nhận lời thể hiện bài hát do Châu Việt Cường sáng tác, Lương Gia Huy chia sẻ, trước đây, tôi và Cường là anh em đồng nghiệp nhưng không may Cường phạm lỗi lầm. Nhưng tôi nghĩ đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Nên hãy cho Cường một cơ hội hoàn lương và làm lại từ đầu. Cường trong đấy rất nhớ gia đình và nhớ cuộc sống đời thường hàng ngày. Trước khi vướng vào vòng lao lý, Châu Việt Cường từng là giọng ca khá nổi tiếng, thường biểu diễn tại các sân khấu hội chợ và có nhiều bài hát được khán giả nhớ tên, thuộc lời.